hiếm, nói chung là ít gặp lắm cô chú anh chị. Trời Một ơi, cây cái mà dáng dáng mà. lông mà cô chú anh chị coi thấy nó lắc từ đây lắc xuống, nó đổ xuống cô chú anh chị coi ha, mà ghép với lại hoa hồng thanh tú luôn cô chú anh chị Một cái đế đẹp quá nó vậy. tạo nên một cái tuyệt phẩm. Cây này em có mua cái chỗ ống rồi kìa, mà chỗ ống chưa kịp vô cho nên là không có vô chỗ ống, chứ cái này vô chỗ ống là bao sang bao nát luôn chú anh chị ơi. Trời ơi, đẹp quá cây Hoa hồng này. thanh tú nha chú anh chị, Hiếm à. chỉ cần bồ đế nè, nó thân nó đẹp mà đế nó cũng đẹp. Cái này nói chung là đế thân gì bông gì không thấy, không có chơi cái gì được. Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại kênh của em ha. Rồi ngày hôm nay em tiếp tục ghé lên vườn mai của chị Ngân để chị Ngân giao lưu với cả nhà mình một số cái mặt hàng mai ha. Mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho bên vườn ha. Rồi em chào chị. Rồi em ơi, xin chào chị ha, xin chào tất cả cô chú anh chị và cả nước nè. Hôm nay em lên em giao luôn cùng cô chú anh chị số như là siêu bông Sài Gòn xung bình lợi giỏ tự sáng của chú anh chị cúc họ hơn này, đặc biệt là cành vàng lá ngọc nha cô chú anh chị, và nhiều toàn như chú anh chị ơi, hàng già mùa hay tất cả đều bao chuẩn chống cho cô chú anh chị nha, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Dạ. Rồi hôm nay em lên mở số X1 của cô chú anh chị. Cây này là lúc trước là làm mưa làm gió một bo một mấy trăm hàng lá ngọc cành vàng nha cô chú anh chị. Nghe cái tên nó sang xịn Nhưng mà thật sự cô chú anh chị ơi, cái này là em thấy là nó ra bông màu vàng, cuốn màu vàng, nhưng mà cái nụ màu vàng luôn, nhưng mà chính là nó màu 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 đen, cái trái màu đen nha chú anh chị. trái màu đen ha, cái bông màu vàng như cô chú Cái anh cuốn nó cũng màu vàng luôn cô chú anh chị ơi. chị. Cái này lúc trước nè, ông vừa em mới đem ra nè, không thấy cái này luôn, nó ra bông dữ dằn luôn chứ. Ra nùi nùi luôn nè. Rồi đây đậu trái nè. Cái này Đây về cô mình chú. có búp về mình chơi đi, Dạ, cái này nó thấy mới học nở bông nè được cô chú anh chị. chị. Cây này ghép tầm khoảng chừng 4 5 mùa không chị không? Múc mới ra tới giờ luôn á chị, cái Ừ. này cái nái luôn nè, gốc cái dầu phụ của chú anh chị ơi, hoành là được 27,5 tính 27 luôn, tổng củ đế của nó là được 70, cao về đâu gì đi, cho lấy cái này làm Cây này đẹp không cô chuẩn đi, cao tính gì là được 56 chú anh chị, chú? Rồi. tán ngang là được 70, mà cái này cũng là tự hào nha. Rồi cây mã số 1 X1 lá ngọc cành vàng nằm vô lưu với 2,5 triệu em bao ship cho chú anh chị. Rồi, 2,5 triệu cho mã số X1, một cây thuộc dạng quý hiếm luôn cô chú anh chị, quý hiếm ở thời điểm hiện tại này nha. Số X2 là một cây giả tự sắn luôn. X2 là cái giỏ tự sáng của chú anh chị bông nè. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, nó héo trơn thì bông dữ lắm. Cái này Sắn nùi luôn cô chú, hai cây này đẹp nha. hình thú nha chú anh chị. Giỏ tự sáng rất hình thú Dạ, đây, đế đẹp không cô chú. nè. Để xịn sọ luôn, tại chưa có lãi ba cái lá non này đó. Cái tàn thầm lầm luôn nè cô chú. Hoành là được 17 đúng. Dạ rồi. Đúng đấy em, được 83. Chị cao là được 58. Sáng ngang là được 59. Rồi cái giỏ từ sáng này vô lưu giá là 750 em bao ship. Rồi, 750 cho mã này cả nhà. Rồi, mã số X3 luôn nha cả nhà mình đấy. X3 là cây siêu phẩm luôn chú anh chị, cúc họ hơn. Cây này gấp được 4 mùa nha chú anh chị, Cái quá tí tàn cái tàn hết luôn ha. biết ha. Cái tàn đơm hôm qua Tết, cái tàn hầm lầm luôn. Dữ Đang dằn cái tàn. già già cơ là cái Đế gì thì nó đó. nhỏ chú anh chị, nhưng mà cái chốt ghép cái nó mập hơn cái thân nữa. Ở bên này. Cái tàn. Cái này được có 13 chú anh chị. Cái này củ đế mà gắn bò đâu không được nha. Dạ. Cốt quá trời mập cô chú nha. Cao được 82. Thú nằm sát luôn. Sáng ngang là 79. Dạ. Cái này X3 này em cho lưu giá là 1,5 triệu em bao ship ship luôn cả chậu chú anh chị. Rồi, cúc thọ hương nha cả nhà ơi. Cây này mình vô mình để bàn cũng được ha. Cây rất là ok la nha cô chú. Rồi, một em cúc thọ hương già mùa ha. Cái cốt nè, cho cô chú mình coi cái cốt đó nha. Đây, cốt nè, quá trời già luôn. Cô chú mình tham khảo nha. Đây là 4X ha. X4. X4. X4 nha chú anh chị, nhớ mã giùm em nha, dám đi hợp đồng mã. Em siêu mình lợi hàng đầu đầu hàng đô của chú anh chị à. Đàn bây giờ mới ra cơ đầu chứ. Nó hầm lùm nó giữa cái dữ dằn. Là cái cốt trong đây này cô chú nha, dấu cắt ngang như là đơn á. Đặc biệt là cái đế của chú anh chị. Đây. Hoành này được 14 đúng. Vậy rồi. Tổng đế em nó là được 80. Cao là được 52. Sáng ngang là được 50. Cái này vô lưu giá là 750 em bao ship. Rồi, 750 cho mã siêu bông mình loại này nha cả nhà. Rồi, mã số tiếp theo. X6 của chú, ủa X5 của chú anh chị ơi. Rồi. Một cây nhị ngọc toàn hang, cây này giống bay nha chú anh chị. Hình Đường thú rồi, thân lắc lắc lượng thân nha. rất là đẹp nha cả nhà, và đặc biệt là tàn sum xuê luôn ha. Cây này mình chăm tới Tết là chơi bông ok chị. Cái hàng Ừ. này toàn này, nó vài tháng là nó đã cho bông mình chơi Tết Này lần hai lần cái ha. chậu cái xuất sắc nha cả nhà. Hoành là được 16 đúng ạ. Rồi.
tổng củ đế được 61, chiều cao là được 53, tán ngang của nó là được 72, thử chiều bay coi, chiều bay của nó là được 85. Rồi cây mã số X5 nhị hột toàn này em vô lưu giá là 1,7 triệu nha. Cây này gần gần em sản chí em cho xe xa xa thì em bó bầu đóng thùng rồi chú anh chị. Rồi, hãy cô chú tham khảo mã này nha. Cây này rất là có duyên ha. Đặc biệt là cái đường thân lắc của nó là cô chú ha. Đó, cái đường co lắc cũng rất là khéo nha. Rồi, cô chú mình tham khảo giúp em nha. X5 ha. 1,7 triệu bao ship nhị ngọc tờ. Mã số X6 ha. X6, một cây siêu bông mình lợi chú anh chị. Hàng này già mùa, hàng này đôn vào nhau chú anh chị. Tới nôm luôn cô chú. X6. Cây này đi bó bầu đóng thùng chú anh chị. Dạ. Hoành thì được 15 đúng. Tổng củ đế của nó được 53. 53 nha chú anh chị. Cao là được 59. Tán ngang là được 50. Cái này em vô lưu giá 750 em bao ship luôn. Trời, 750 hả các chú. Theo luôn. X7 của chú anh chị, một cây siêu bông bình lỡ hàng cây này về lấy tầm 3-40 bo tới lên chú anh chị. Nhánh nó tầm mấy bo ha. Đế nè. Đi nhôm rồi. Nó già cây của chú mà nó rất là quái luôn nha. Rồi, hoành này được 17 đúng. Kéo sẹo nè, mạnh kinh khủng. Tổng đế của nó là được 60. Rồi. Chiều cao là 54. Tán ngang là 54 luôn. Rồi cây mã X7 này em vô lưu giá 700 ngàn bao ship. Dạ. Mã tiếp theo ha. X8 của chú anh chị, một cây siêu bông mình lợi, cây này đời đầu nhau chú anh chị. Ồ, cái này đường cắt thân đã cắt đôn cái bo một mớ nhau chú anh chị. Dạ. Đặc biệt là cây này dáng lông ha, nhưng mà đế nè, cây này đế là khỏe mạnh luôn ha. Bo ú ụ nhau chú anh chị. Dạ. X7 ơi X8. Cây quá đẹp mấy cô chú. Hoành đời này được 27 đúng. Trời. Cái này là bao chuẩn giống của chú anh chị mình luôn, chú anh chị yên tâm về mình sưu tầm giống mình để bo ha. Tổng đế của nó là được 79. Ô bo nó mập rồi cô chú ơi. Chiều cao là 73. Tán ngang là được 90. Rồi cây mã X8 siêu bông bình lợi đời đầu này em vô lưu với giá là 5 triệu 9 thôi cô chú anh chị, 5 triệu 9 em bao ship nha. Gần gần thì em để nguyên chậu giao xe chú chị. Đó cô chú mình tham khảo nha, cây này em thấy rất là đẹp cái luôn này bao chú. Dễ luôn. Đúng rồi, cây nó quá đời là đầu. Già luôn à. Cái này về lấy tầm 100 bo ăn lên nha cả nhà ơi. Khoảng 150 bo luôn. Này cốt nè. Trời ơi, mập lù của chú ha. Rồi, cô chú mình tham khảo nhanh mã này nha. Tiếp theo luôn đó cả nhà. X9 của chú anh chị, cây siêu phẩm vườn em của chú anh chị. Này vườn em ha. Một cây cúc viết của chú anh chị. Cây này ghép được 9 mùa của chú anh chị nè. Cái cháu kéo chỗ này nè chị ơi. Cây này bây giờ hiện tại nè. Cái này là cái thân của nó, là cúc ghép của nó là hai cái màu da ha. Cây này bây giờ đang lên xù của chú anh chị. Cái dạo trở lên sần xù luôn. Trời quá trời cây của chú. Này già dữ lắm rồi chú anh chị. Cái dàn đế rồi. Cái đế mì tôm nữa kìa, đế dưới khỏi lên đi ăn chân khủng long nó sần sần luôn, nó già dữ lắm nha cô chú ha. Và cái đường lắc thân nó rất đẹp nha, từ trên xuống dưới luôn cả nhà. Nó có dáng nè, em thấy nó cái này nè đổ đổ uốn éo sửa cái dây cành từ nhỏ nha chú anh chị. Dạ. Hoành này được 20 ạ. Dạ. Tổng của đi dàn đế của là 60, chiều cao là 73, tán ngang của nó là được 87. Thử chị thử cái chiều ba của nó. Chiều ba của nó là được 1 mét của chú anh chị ạ. Cây rồi. Cây này cái cây gốc vip này em ship luôn cả chậu của chú chị. Cây này em vô lưu quý giá là 3 triệu 800 ngàn em bao ship của chú anh chị. Cây quá trời đẹp. Cây này hàng hiếm nè. Dạ đúng rồi. Nếu mà nó già như thế này thì cũng ít có ha cô chú anh chị, và đặc biệt là đặc cây biệt nó đang lên xù nha. Cái dáng của nó là độc lạ luôn. Cái này dáng bay bay thì sao? Thấy cưng ghê luôn. Nhìn nó là lạ. Số X10 luôn cả nhà mình. X10 của chú anh chị ơi. Ủa bằng quay hơi nghiêng đây. Để sửa bằng quay. X10 là một cây siêu phẩm luôn. Ngọc toàn. Cây này như ngọc toàn nha chú anh chị nè. Bên đây bông giờ dính lên. Cây này gì mình trái hạt bông thoải mái luôn. Đây cô chú nè. Đó, quá tí nụ nha. Trời ơi, vậy chứ là nó nở cái bông chà bá luôn á cô chú nè. Cây này đặc biệt ha. Thân lắc mà dán bay bay luôn chú chị, cái này về đang chỉnh sửa làm dán bay luôn chú chị. Cái này không bên nó đẹp, có duyên thì có duyên à. Đế này nó già lắm rồi chú anh chị. Dễ cám nó lên rất là đẹp nha. Dễ cám nó lên. Cái này chơi Tết là ok luôn. Rồi. Hoành này được 31 đúng không chú anh chị. Tổng cái nồi đế em nói là được 1 mét 100 nha chú anh chị. Chiều cao là được 62. Tán ngang cây này là được 90. Rồi cây nhị ngọc toàn mã 10X này em vô lưu với giá 4 triệu 2 em bao ship của chú anh chị. Dạ rồi, 4 triệu 200 ngàn cho mã này cô chú mình nhanh tay, cây rất đẹp nha cô chú. Tiếp theo luôn. Tiếp theo mà cây là cây mã số X11 của chú anh chị. Một cây này cây già mùa lắm nè.
À, cái này giả hú đức của chú anh chị, đặc biệt là dáng long mà đế nơm, cô đế trên quan vọng. Cái này rất là duyên già mùa lắm nha chú anh chị. Giờ lên chậu cái là bao xịn nha. Cái này Dạ ghép giả hú đức của chú anh chị, dạ hoành được 18,5 mạng tính 18, tổng đế của nó là được 80, chiều cao là được 70, tán ngang là được 70. Cái này dây lưu giá 3 triệu em bao ship ạ. 3 triệu cho mã số 10 X11 à. X11 X12 luôn. X12 là một cây cúc quyền bảo trang của chú anh chị ơi. Cây này bông cực đẹp luôn ha, bông bự lắm, bự như bông hồng luôn. Cô chú anh chị không biết là bông kết bạn em gỡ bông của chú anh chị mình xem ha. Cây đặc biệt là củ tròn của chú anh chị. Cái thân làm như khí gần, nó nở gần gần tôi chị. Đẹp quá cô chú. Khí luôn, như là búp khí luôn. Tay cầm đầy đủ mà phơm lùng lực như cả nhà. Củ tròn thứ gì chú nói. Lâu lâu mới gặp được cái cây mà nó nở Đặc đều biệt là cái tròn này ha. chậu xịn lưới sò luôn chú anh chị ơi. Chậu hoa mai Hoành luôn được nè. thêm 2 đúng. Dạ. Cái củ tròn của em nó gì gì đó tôi muốn làm gì che. Rồi. 37 của chú anh chị. Rồi. Cái lộn của dây. Chiều cao là 56. Cái nghe là 62. Cái này em vô lưu ý giá 2 triệu tư em bao ship của chú anh chị. Ship luôn Dạ. cả chậu ạ. 2 triệu tư cả nhà mình ơi. Đặc biệt là cây này nó mới ra cái cơi này của chú ha. Từ đây tới Tết là nó tròn do tùm lum luôn ha. Chậu Đây quá lùng xịn lực. sò luôn. Quá đẹp luôn. Rất hợp với em nó luôn ha cô chú. Sinh ra là dành cho nhau nha. Trời 2 triệu tư. Bao ship cho mã này. Cái này chắc lụm cái này quá, cái này đẹp quá. Thấy mã. Lắm. Này chắc ra đi cái này quá. Đó đi. Ra đi của chủ rồi. Mã số cuối clip ngày hôm nay là một siêu siêu phẩm luôn. X13 cô chú anh chị ơi. Cái này có tiền thì có chứ mua ít cái này. Hàng hiếm chung là ít gặp lắm cô chú anh chị. Ôi Một là cây cái mà dáng dáng nè. long mà cô chú anh chị coi thấy nó lắc từ đây lắc xuống, nó đổ xuống cô chú anh chị coi ha. Mà ghép với lại hoa hồng thanh tú luôn cô chú anh chị ơi. Bộ cái đế đẹp quá Nó chị ơi. tạo nên một cái tuyệt phẩm. Cái này em có mua cái chỗ ống rồi kìa, mà chỗ ống chưa kịp vô cho nên là không có vô chỗ ống, chứ cái này vô chỗ ống là bao sang bao nát luôn chú anh chị ơi. Trời ơi đẹp quá cả Hoa nhà hồng mình. thanh tú nha chú anh chị. Còn hiếm à. Chị đang coi bộ đế nè, nó thân nó đẹp mà đế nó cũng đẹp. Cái này nói chung là đế thân gì bông gì không thấy, không có chê cái gì được, đặc biệt là hoa hồng thanh tú chú anh chị. Cái đường co thắt nó rất Cái là chiều khéo quá cả đẹp nhà. luôn. Một cây Ồ nó này đổ dáng quá dáng trời. đổ của chú anh chị à. Cái này là nghệ thuật mà, giống như nghệ thuật chị không, Ừ, em thấy nó đẹp quá nè cô chú quá ơi. đẹp mà. Cái mặt này nè quá dữ luôn, Xuất sắc luôn cả nhà mình. Nay lên hàng xịn quá chị Ngân ơi. nên lên hàng xịn luôn. Hoành được thêm 2 đúng. Trời Dạ. ơi cái này đổ nó khéo. Dưới cộng này Chắc em tìm cái thứ hai không ra luôn. không ra thiệt. Tổng đế em nó được 87 của chú anh chị ơi. Cụ này quá dữ luôn. Cây này quái mà đẹp nữa nha, lắc. Chiều cao là được 54. Do cái Không biết tặng qua chiều ba nào nha. luôn. Tán ngang của nó là được 68. Rồi. Cái tầng 3 của nó từ đây mà đổ lên tới đây là được 120 luôn chú anh chị. Mét hai á cô chú. Trời ơi cái này Tàn quá đổ dữ mét luôn. hai nha. Trời ơi, xuất sắc cây này cô chú mình ơi. Không Cây mã sưu số tầm nữa 13X thôi này luôn. em vô lưu với giá là 7 triệu 900 ngàn. Em bao ship giao hàng này giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại chú anh chị ơi. Chứ cái này đóng kiềng gỗ không được, nó Dạ. bay không có khó đóng kiềng gỗ lắm. Cái Quá này trời quá đẹp đẹp rồi luôn. cô chú ơi. Trời ơi mình mua nó, mình sở hữu em nó cô chú. Đặc biệt là hoa hồng thanh tú nha, Cây mê này mình lắm tết cả có nhà. bông một cái nhưng trời ơi cái này tạo lên một nghệ thuật luôn. Quá đẹp cô chú anh chị Cái này ha. mình đi thi được nè, Cái này nói chung là gặp mấy cây như thế này rất là mê cô chú. Đặc nó biệt là xịn cái đường lắc thân nó rất là khéo, sò. phù Chị hợp đang với coi nè, cây từ này nó cây khéo phóng chị nè. con nè, từ đây nó đổ thẳng Đúng rồi. không Không nói có chung là lọc tụi đục. em không có rành về bonsai, không có rành về nghệ Không thuật biết giới lắm thiệu cô dữ. chú. Nhưng mà nhìn là thấy là mê ha. Nhìn thấy nó rất là Không đẹp có cô biết chú. giới thiệu sao cho hết cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà sự nói là cái này ở ngoài nó đẹp dữ lắm của chú anh chị Rất ơi. là duyên luôn cả nhà. Nhìn vô là chấm liền ha. Trời, mã cuối clip luôn hết cô chú. Vậy rồi cây mã số 13 x 13 này em lưu giá là 7 triệu 9 thôi chú anh chị. Rồi cây cuối clip 13 này cũng là cây cuối clip của em nè. Cuối clip em cũng xin chân thành tất cả cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip này. Dạ cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình cho mình sưu tìm giống mình chơi Tết hay không luôn chú anh chị. Rồi xin chào chú anh chị ạ. Dạ rồi, em chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha. Và em hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo luôn nha.